Hôm nay em kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của người Việt Nam qua bên Trung Quốc này ha, rồi để mọi người nghĩ như thế nào nha. Là cái chị kia được công an Trung Quốc mời đến đồn công an để phiên dịch giùm cho một cái bạn nữ người Việt Nam qua đây lấy chồng được 6 tháng rồi, về tội ăn cắp tiền, rồi ăn cắp điện thoại, nói chung là ăn cắp những cái đồ lặt vặt của thằng chồng Trung Quốc này nè, rồi đem cho cái thằng bạn trai người Việt Nam nữa chứ. Xong rồi á, cái chị gái mà phiên dịch này á, chị mới lấy Zalo để gọi cho cái thằng bạn trai của cái con nhỏ này nè, là thông báo cho cái thằng đó, dùng nói cái thằng đó là cái con nhỏ này bây giờ bị công an bắt rồi, tại vì ăn cắp gì đó gì đó, rồi bị công an bắt. Xong thằng nó chặn Zalo luôn, chặn Zalo của con nhỏ này luôn. Mà trong khi đó cái con nhỏ này nó đang có bầu nữa chứ, mới tức chứ. Từ lúc nó qua bên Trung Quốc này á là được 6 tháng đúng không, là mỗi tháng đều đặn nhà chồng nó đều cho 2.000 để gửi về Việt Nam, là tương đương với hơn 6 triệu tiền Việt, mà tháng nào cũng gửi hết, có đầy đủ biêu chuyển tiền luôn. Lần này nó ăn cắp là lần thứ tư rồi, những lần trước ăn cắp lặt vặt thì người ta không có nói, lần này nó ăn cắp một số tiền rất là lớn nên nhà chồng người ta chịu không nổi nữa, người ta mới báo công an. Nhà chồng nhỏ này cũng khá giả lắm, người ta có cửa hàng buôn bán rồi đó. Trời ơi, trên đời dưới đất nó thấy con nhỏ này nó ngu kinh khủng, phải chi nó ăn cắp tiền, nó ăn cắp này nó gửi cho ba mẹ nó mình đỡ tức hơn. Lần này nó ăn cắp tiền, ăn cắp những cái đồ lặt vặt, nó gửi cho cái thằng người yêu người Việt Nam nữa chứ. Trời ơi, sao mà nó ngu dữ trời, trong khi đó nó đang có bầu nữa, nó không biết nghĩ đến con của nó trong bụng nó. Rồi nói sao công an Trung Quốc qua đây mỗi lần thấy gái Việt Nam là người ta hả, đều nghĩ gái Việt Nam xấu rồi này nọ, rồi do những thành phần đó đó, những thành phần ăn cắp ăn trộm đó, qua đây làm view xấu bẻ mặt người Việt Nam không. Chán thiệt luôn á, ngu gì mà ngu thấy sợ không để cho người khác ngu.